Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật ký phần 2 ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Đề tài thứ hai thì vẫn liên quan tới cái thời sự nóng bỏng tại nước Anh. Quý vị, trong suốt hơn một tuần lễ qua, chúng ta đã chứng kiến được cái cuộc biểu tình, bạo động, đốt phá và đụng độ với cảnh sát từ nước Anh. Và quý vị, chuyện gì xảy ra tại nước Anh sau khi mà đảng cánh tả của Anh đã lên cầm quyền lần đầu tiên trong vòng 14 năm? Và kết quả của cuộc cầm quyền này thì quý vị là một cái cuộc biểu tình chống lại nạn di dân bất hợp pháp. Tiếp theo cái chết của ba cô gái trong một cái trường dạy múa có liên can tới Taylor Swift. Trong đó thì kẻ hung thủ được mô tả bảo đầu tiên là tin giả. Họ nói là tin giả là hung thủ là một di dân bất hợp pháp. Nhưng mà bây giờ thì cảnh sát Anh xác nhận hung thủ là người sinh trưởng tại Anh nhưng cha mẹ là di dân từ Rwanda, tức là từ một nước phi châu. Và quý vị, câu chuyện này nó bắt nguồn từ cái tin giả đầu tiên trên mạng xã hội. Tại vì thấy thân phụ của hung thủ là thân phụ và thân mẫu là người Rwanda, do nên là có một số tin đưa ra nói rằng là hung thủ là di dân bất hợp pháp. Nhưng cảnh sát Anh xác nhận hung thủ là người sinh ra tại Anh chứ không phải là di dân bất hợp pháp. Và nó dẫn tới một cái cuộc đối đầu giữa những người chống di dân bất hợp pháp và kể cả những kẻ được xem là nhân danh là bảo vệ cho tôn giáo đã tìm cách gọi là có cuộc đối đầu và cảnh đối đầu với cảnh sát. Thì quý vị, cuối cùng thì Keir Starmer, tân thủ tướng của Anh gốc cánh tả, quý vị đã lên tiếng và quy trách nhiệm cho tất cả các công ty truyền thông xã hội là nguồn gốc dẫn tới bạo động kích động tại nước Anh. Và ông ta đã ra lệnh cho cảnh sát là sẽ truy bắt những ai mà có những cái ngôn ngữ kích động ở trên mạng xã hội, đặc biệt là cái trang Platform X của ông Elon Musk. Quý vị, Elon Musk đã trở thành mục tiêu bởi vì ngày hôm qua hôm kia, Elon Musk đã lên tiếng và đã phản ứng khi mà ông Keir Starmer, tức là thủ tướng của Anh, lên tiếng kêu gọi ông Musk là phải có trách nhiệm hơn khi ông Musk nói rằng nội chiến ở nước Anh là không thể tránh khỏi. Ngay lập tức thì Starmer đã phản ứng bằng cách là nói đây là lời nói vô trách nhiệm và yêu cầu ông Musk phải xóa đi cái status này. Và quý vị, ông Musk không những không xóa mà ông vẫn còn để đó. Và ngay sau đó thì quý vị, Anh đã bắt đầu ra lệnh cho cảnh sát là phải truy bắt và bắt đầu có những cái hành động gọi là nhắm vào tất cả những ai có những cái bình luận hay là có những cái ý kiến, quan điểm mà họ cho rằng là kích động bạo động ở tại nước Anh, để bắt giữ. Quý vị, đây là một trong những cái tin tức mới nhất quý vị. Và ông Musk đã lên tiếng và chỉ trích Anh trên online sau khi mà Anh bắt đầu dập tắt cái quyền tự do ngôn luận tiếp theo cái cuộc bạo động. Tiếp theo cái cuộc bạo động, và ông thủ tướng Anh là Keir Starmer đã đưa ra bản statement vào tuần trước nói rằng các công ty truyền thông xã hội đã không làm đủ để mà kiểm duyệt cái việc phát biểu ở trên cái trang platform của họ, và cảnh sát Anh sẽ bắt đầu quan sát tất cả những cái lời phát biểu trên online. Và chủ nhân trang platform X, ông Elon Musk đã đưa ra một cái lời phát biểu trong ngày thứ ba sau khi mà Anh đã rơi vào tình trạng này và nói rằng Anh đang biến thành một cái xã hội gọi là Orwellian. Orwellian lại một lát nữa tôi sẽ nói cho quý vị. Và nước Anh đang chuyển đổi thành một liên bang Xô Viết. Đó là lời phát biểu của Peter Emanuelson đã phát biểu vào ngày thứ ba. Và ông Musk trả lời thật sự là như vậy. Ok quý vị. Và Emanuelson đã phát biểu vào tối ngày thứ ba sau khi có liên quan tới cái chết của ba bé gái về một cái trường dạy múa có liên quan tới Taylor Swift, và trong đó là một công dân Anh sinh trưởng tại Anh, tuy nhiên có cha mẹ là người Rwanda, và bạo động đã bùng nổ sau cái biến cố này. Trong ngày thứ ba, ông Musk đã lên tiếng trong một cái clip, ông share lại một cái clip từ một ký giả cánh hữu người Mỹ gốc Việt là Andy Ngôn, trong đó nói rằng tại sao các cộng đồng không được bảo vệ tại nước Anh. Và cái clip của Eddie Ngôn cho thấy rằng là có một cái lực lượng tuần tra Hồi giáo tấn công vào một cái vị trí của người Anh, mà trong đó họ tìm để tấn công những người mà họ gọi là cánh hữu da trắng. Và trong cái cuộc gọi là bất ổn này
thì BJ Harrington là một trong những lãnh đạo cảnh nào của cả hội đồng cảnh sát Anh đã cho rằng là cái tình trạng disinformation, tức là tình trạng tin nhiễu ở trên mạng xã hội đã dẫn đến cái cuộc gọi là bất ổn tại quốc gia này. Vấn đề tin nhiễu đã hướng dẫn dẫn tới bạo động, và chúng tôi biết được rằng có rất nhiều những lời kêu gọi biểu tình trực tiếp và những gì mà họ đã đọc được trên online. Và theo tường trình của tờ New York Times cho biết thì ông Starmer trong ngày thứ hai đã bắt đầu chỉ trích các cuộc biểu tình, và ông ta lên tiếng phát biểu rằng chúng tôi sẽ không tha thứ cho những cuộc tấn công vào đền thờ Hồi giáo hoặc cộng đồng Hồi giáo. Ông Mert ngay lập tức đã trả lời ngay, vậy thì ông có lo ngại cho những cộng đồng khác bị tấn công hay không? Và kết quả thì gia tăng căng thẳng tại Anh, và Starmer đã là không có ngần ngại và nói rằng là sẽ áp dụng cái chính sách Orwellian, tức là những kỹ thuật Orwellian. Và trong lời phát biểu vào tuần trước thì Starmer kêu gọi là nỗ lực có những cái thông tin ở trên online và sẽ mở rộng tất cả những cái kỹ thuật, trong đó bao gồm nhận diện gương mặt và đối phó những hành động mà ông ta cho là hình sự. Và lời phát biểu của ông ta đã được đưa ra ở đây, và đây là một trong những cái tin mà chúng ta có được về từ nước Anh. Quý vị, như vậy là sau 14 năm đảng bảo thủ bị mất quyền ở tại Anh thì đảng cánh tả và ông Starmer là biểu tượng của đảng cánh tả của Anh lên nắm quyền lần đầu tiên sau 14 năm. Thì quý vị, ông ta đã áp dụng ngay chính sách của Orwellian. Orwellian là một cái kỹ thuật của khối liên bang Xô Viết ngày xưa, là sẽ, cái này tôi kể lại thôi, tôi chỉ nói là cái kỹ thuật, nó gọi là một cái kỹ thuật của Orwellian. Orwellian là một cái kỹ thuật của khối cộng sản ngày xưa, dùng để giám sát người dân, nói một cách đơn giản mà người Việt dễ hiểu, tức là dùng hàng xóm kiểm soát lẫn nhau. Đây là cái kỹ thuật cai trị của Liên bang Xô Viết và của khối cộng sản ngày xưa. Có nghĩa là bất kỳ ai mà có thấy rằng là người bên cạnh hàng xóm của mình mà có cái hành động gì nghi ngờ là báo ngay cho lực lượng gọi là an ninh địa phương để mà xử lý ngay. Thì quý vị, đây là cái kỹ thuật của khối cộng sản ngày xưa đã sử dụng trong cái thời mà khối cộng sản của Liên bang Xô Viết, và để kiểm soát chặt chẽ xã hội. Thì quý vị, bây giờ thì ông Starmer áp dụng đúng cái chính sách này trên online, tức là ông ta đã khai triển 6.000 binh sĩ Anh được huấn luyện ra gìn giữ an ninh trật tự tại nước Anh. Bên cạnh đó, ông ta cũng khai triển rất nhiều những lực lượng cảnh sát về kỹ thuật của Anh, trong đó sử dụng tối đa tất cả những kỹ thuật để mà truy bắt bất kỳ một ai có những quan điểm mà được xem là kích động bạo động ở trên mạng xã hội. Và ông ta cho rằng là các mạng xã hội đã làm không đủ, trong đó ông ta nhắm vào trang platform X của ông Elon Musk. Và ông Elon Musk đã lên tiếng và hỏi một số câu thì ông này không dám trả lời. Thì quý vị, khi mà ông ta nói rằng ông ta không để cho một đền thờ Hồi giáo hay cộng đồng Hồi giáo bị tấn công, thì ông Elon Musk hỏi rằng như vậy thì ông có bảo vệ luôn và lo lắng cho những cộng đồng khác hay không? Thì quý vị, đây là một trong những cái mà ông Mert đã lên tiếng và cho thấy rằng nước Anh đang bị rung rinh ở dưới một cái quyền mới của chính quyền cánh tả. Và điều này gợi cho tôi nhớ lại là cái cách đối xử của chính quyền bảo thủ Anh ngày xưa nó hoàn toàn khác biệt với lại cái đảng bảo thủ, cái đảng cấp tiến cực tả bây giờ. Quý vị, nhắc lại chuyện ngày xưa không xa lắm đâu. 2017, khi mà ông Trump đắc cử trở thành tổng thống của Hoa Kỳ, thì quý vị, trên quy tắc, ông dự tính là sẽ viếng thăm nước Anh, là đồng minh cốt lõi của Hoa Kỳ trên thế giới. Thì quý vị, lúc đó tôi nhớ rằng là bà Thủ tướng Anh đã đối diện với một cái làn sóng biểu tình chống ông Trump. Thậm chí thị trưởng của thành phố London còn cho phép tất cả những kẻ biểu tình chống ông Trump gây bạo động ở ngay tại London. Và họ làm những cái hình ảnh rất tục tiểu về ông Trump. Thì quý vị, họ làm những cái hình ảnh rất tục tiểu về ông Trump ở nước Anh để phản đối ông Trump viếng thăm nước Anh và yêu cầu nước Anh không tiếp đón ông Trump. Đây là những gì đã xảy ra năm 2017. Và kết quả, quý vị, ông Trump đã phải hủy bỏ chuyến đi đó, và gần một năm sau, ông mới bay tới nước Anh để gặp gỡ với nữ hoàng Anh, và lúc đó là Boris Johnson là thủ tướng của Anh. Thì quý vị, đó là những gì mà chúng ta thấy được ở trên cái biến cố của năm 2017. Chưa hết quý vị, bên cạnh đó thì cho tôi một giây nha, tôi đánh cái này lên một cái. Chưa hết quý vị, có thể nói rằng lúc đó tôi nhớ bà Theresa May là thủ tướng của Anh,
khi mà những kẻ biểu tình xông vào tòa nhà quốc hội của Anh và yêu cầu chính phủ Anh cũng như chính phủ bà Theresa May là không tiếp đãi ông Trump. Tôi còn nhớ cái đoạn video clip đó, bà May trả lời một cách rất cứng rắn. Bà nói, ok, quý vị là lãnh đạo của các cuộc biểu tình trên đường phố. Chúng tôi là lãnh đạo quốc gia. Và Donald Trump là tổng thống dân cử của nước Mỹ. So, chúng tôi trên cương vị đại diện cho quốc gia, lãnh đạo quốc gia, chúng tôi phải tiếp đãi một đồng minh của quốc gia chúng ta. Và bất kể người đó là ai, đây là câu trả lời của bà Theresa May với những kẻ cánh tả kích động bạo động. Và lúc đó quý vị thấy là tất cả các thủ tướng của Anh trong giai đoạn mà cầm quyền liên tục mà từ chức, họ có một cái lòng tự trọng là khi họ handle không nổi thì họ từ chức. Thì quý vị, đầu tiên là Theresa May, sau đó là tới Boris Johnson, rồi kế tiếp là tới bà Liz Truss. Bà Liz Truss cầm quyền chưa đầy một tháng, khi bà handle không nổi, bà từ chức ngay. Và kế tiếp là tới ông Rishi Sunak. Thì quý vị, Rishi Sunak là một người gốc Ấn Độ. Thì ổng cầm quyền được xem là lâu, khá lâu dài so với lại bà Theresa May, ông Boris Johnson và Liz Truss. Thì quý vị, họ vẫn tôn trọng cái tiếng nói của tất cả những người chống đối họ. Họ vẫn để cho các cuộc biểu tình xảy ra. Và họ vẫn để cho tất cả, mặc dù những cuộc biểu tình này bạo động không kém, bạo động không kém quý vị, thì họ vẫn để cho họ vẫn để cho những người biểu tình này, và họ control cảnh sát, chỉ là đừng để cho cái mức bạo động nó quá tầm tay thôi, tức là nó vượt qua khỏi cái tầm kiểm soát thôi. Năm 2017 chưa hết quý vị, năm 2020 khi mà xảy ra cái chết của George Floyd bên Mỹ, thì Black Lives Matter đã huy động toàn bộ mạng lưới của họ trên toàn thế giới và nước Mỹ kích động biểu tình bạo loạn. Ngay tại thủ đô London của nước Anh, Black Lives Matter đã quậy tan nát luôn. Họ đập phá tan nát những cái biểu tượng của nước Anh luôn. Thì lúc đó quý vị, đảng bảo thủ, họ vẫn tiếp tục tôn trọng cái quyền của đám Black Lives Matter. Họ chỉ sử dụng cảnh sát trấn áp những thành phần quá khích ở trên đường phố thôi. Và bắt giữ một số những thành phần quá khích trên đường phố thôi. Gần như là họ không có đụng tới những cái người gọi là biểu tình. Mà cái quỹ Black Lives Matter kích động biểu tình thời điểm đó thông qua đâu? Thông qua mạng xã hội, lúc đó là Facebook, rồi Twitter, rồi Instagram. Tất cả mạng xã hội đồng loạt đều đưa ra những cái tin tức kích động. Đảng bảo thủ của Anh, họ không đụng tới các công ty. Họ vẫn để cho các công ty truyền thông xã hội có thể đưa cái quan điểm lên. Họ chỉ sử dụng cái lực lượng cảnh sát của Anh để kiềm chế, không để cho các cuộc bạo loạn ngoài tầm kiểm soát. Năm 2020, sau cái chết của George Floyd ở Minneapolis, thì quý vị, nước Anh cũng lâm vào tình trạng biểu tình không kém. Và nó bạo loạn còn hơn cả bây giờ nữa. Nhưng bây giờ thì sao quý vị? Starmer là tân thủ tướng của Anh, là ông ta lên một cái, điều đầu tiên hết là ông ta áp dụng ngay cái chính sách của Liên bang Xô Viết ngày xưa, tức là bắt đầu dùng cảnh sát đi trấn áp những người phát biểu quan điểm trên mạng xã hội. Và ông ta đã kích luôn tất cả các mạng xã hội, và ông ta nhân danh là disinformation. Thì quý vị, mới nắm quyền còn chưa nóng là ông ta đã áp dụng cái chính sách chuyên quyền của Cộng sản liền. Thì quý vị, đây chính là cái cho quý vị thấy rõ ràng hai cái lối ứng xử khác nhau. Và gần như là bây giờ là ông ta chụp mũ cho mạng xã hội là thủ phạm, và tìm cách gọi là kêu luôn cả phía của cảnh sát là bây giờ là phải đi rình mò trên mạng xã hội để coi ai phát biểu quan điểm nào đó là bắt người ta ngay, là bắt người ta truy tố ngay. Quý vị, hành động này nó quen thuộc lắm. Trong khi đó, mạng xã hội đã đóng vai trò lật đổ bao nhiêu chính quyền rồi, và khiến cho bao nhiêu chính quyền rơi vào tình trạng bây giờ hỗn loạn, bao nhiêu quốc gia bây giờ rơi vào hỗn loạn, nói cho tôi nghe đi. Và lúc đó sự hỗn loạn này là được kích động bởi đám cánh tả chứ không ai khác hết. Thì không bao giờ nói tới và không bao giờ nhắc nhở tới, nhưng mà khi mà đám cánh tả nắm quyền thì lập tức chụp mũ cho mạng xã hội là thủ phạm. Tôi chứng minh cho quý vị thấy, cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập
cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập năm 2011 quét qua các quốc gia tại Trung Đông. Tất cả các xã hội ở Trung Đông, dù rằng có độc tài, dù rằng là một chế độ quân phiệt, nhưng mà kết quả nó lại giật sập hết tất cả những chế độ này. Từ Tunisia, Syria, Libya và ngay cả Ai Cập, đồng minh của Hoa Kỳ, lúc đó ông Mubarak làm tổng thống, bị giật sập hết luôn. Và Yemen thì bây giờ nhóm Hồi giáo Houthi chiếm hết một nửa quốc gia. Thì quý vị, nó bắt nguồn từ cái cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập đó. Và cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập này xuất phát từ mạng xã hội Facebook. Từ mạng xã hội Facebook và Twitter. Kết quả tới ngày hôm nay, từ năm 2011 tới bây giờ, quý vị nói cho tôi nghe, những quốc gia mà giật sập tất cả những chính quyền đó bây giờ đã đi vào ổn định, phát triển và an toàn chưa? Hay nó vẫn rơi vào cái vòng của nội chiến, bạo loạn và bạo động? Syria bây giờ thì quý vị thấy rồi, chính quyền của Bashar al-Assad bây giờ gói gọn lại ở Damascus. Cái vùng lãnh thổ của Syria bây giờ, cả mấy chục nhóm Hồi giáo đánh nhau như chó với mèo. Và những nhóm khủng bố diễn ra tại đây. Chưa hết, Tunisia được xem là cái biểu tượng thành công của dân chủ, của nền dân chủ theo khuynh hướng cánh tả, bây giờ rơi vào tình trạng bạo động. Còn Libya, sau khi mà ông Gaddafi bị lật đổ và bị sát hại, thì quý vị, Libya bây giờ trở thành một quốc gia vô luật pháp. Tất cả những tên tội phạm đứng đầu trên thế giới đều sử dụng các cái ngôi chợ của Libya để giao dịch ở Napoli. Quý vị, lúc đó có ai quy trách nhiệm cho mạng xã hội không? Có ai quy trách nhiệm cho mạng xã hội là gây bất ổn và khiến cho tình hình nó bây giờ nó trở nên tệ hại hơn không? Những quốc gia này bây giờ vẫn nằm trong nội chiến, vô luật pháp. Và người dân ở những xứ này bây giờ, họ sống trong sợ hãi còn nhiều hơn nữa. Dưới những chế độ độc tài, họ còn giữ được mạng sống. Còn bây giờ dưới cái chính quyền nội, những cái cuộc nội chiến và băng đảng hoành hành vô luật pháp này, thì sinh mạng của họ không còn ai bảo đảm hết. Cho tới giờ phút này, 2024, từ năm 2011 tới bây giờ. Quý vị, lúc đó đám cánh tả có lên tiếng chỉ trích là do cái tình trạng mạng xã hội thiếu kiểm soát để dẫn tới cục diện này hay không? Còn bây giờ đảng cánh tả vừa nắm quyền thôi thì ngay lập tức quy trách nhiệm cho tất cả mạng xã hội và bắt đầu sử dụng tất cả cái quyền hành của mình để mà bắt đầu trấn áp tất cả những ai bất đồng chính kiến. Quý vị nhìn thấy rất rõ ràng. Quý vị nhìn thấy rất rõ ràng, khi đảng bảo thủ nắm quyền, họ không đụng tới mạng xã hội. Họ vẫn để cho người dân phát biểu quan điểm. Bất kể quan điểm đó đúng hay sai, có quá khích hay không. Còn ngược lại bây giờ đám cánh tả lên, nó chụp mũ cho quá khích, nó chụp mũ cho kích động xã hội và nó dùng lực lượng cảnh sát để trấn áp, bắt giữ và truy tố. Và quý vị, 14 năm đảng bảo thủ nắm quyền ở Anh không hề xảy ra chuyện này. Mặc dù rằng nước Anh đã trải qua rất nhiều những cái giai đoạn gọi là bất ổn xã hội, từ cái vấn đề gọi là Brexit, tức là Anh rời khỏi Liên hiệp Âu Châu, cho tới những cái cuộc biểu tình chống Donald Trump năm 2017, rồi tới cái cuộc biểu tình bạo loạn của Black Lives Matter tại nước Anh. Đảng bảo thủ vẫn tìm cách kiểm soát và không để cho nó ngoài tầm kiểm soát thôi. Nhưng họ không cản trở các cái lời phát biểu trên mạng xã hội. Họ cũng không kiểm soát mạng xã hội. Và nếu không handle nổi, họ từ chức. Đó, bà Theresa May. Bà là một người được mô tả rất cứng rắn. Nhưng mà bà lại mềm yếu với đồng minh. Do đó bà cái vụ Brexit, tức là Anh rời khỏi Liên hiệp Âu Châu, bà không handle nổi, bà từ chức. Khi bà từ chức Boris Johnson rồi, Boris Johnson lên một khoảng thời gian cũng không handle nổi, tự động từ chức. Và Lee Strutt là cái người kế tiếp. Lee Strutt lên chưa đầy một tháng, cầm quyền chưa đầy một tháng là buông ngay, tự động từ chức ngay. Và sau đó là tới ông Rishi Sunak. Thì quý vị, những thành viên của đảng bảo thủ, họ handle không nổi, họ từ chức. Nhưng họ không giới hạn quyền tự do ngôn luận của người dân. Họ không kiểm soát mạng xã hội.
còn đảng cánh tả vừa lên một cái thôi quý vị, là lập tức là đưa ra những cái chính sách và sử dụng những cái kỹ thuật của Cộng sản để trấn áp người dân. Để trấn áp người dân. Và đổ thừa là do disinformation trên mạng xã hội. Quý vị, đây là cái cách mà họ dùng danh nghĩa này để bắt đầu siết chặt và chuyên quyền. Và chúng ta đã chứng kiến tại nước Mỹ. Những chuyện này chúng ta đã chứng kiến tại nước Mỹ. Và bây giờ nước Anh đang phải đối diện. Do đó quý vị, Elon Musk rất cứng rắn. Elon Musk rất cứng rắn. Elon Musk nó đã, khi mà ông này nói là ông ta không dung thứ cho bất kỳ ai tấn công vào một đền thờ Hồi giáo và cộng đồng Hồi giáo. Elon Musk đã lên tiếng và nói rằng, vậy thì những cộng đồng khác như thế nào? Vậy thì những cộng đồng khác có được lo lắng giống như vậy hay không? Tại vì bây giờ quý vị, cái cuộc bạo loạn tại nước Anh nó không phải là giữa Hồi giáo và người da trắng. Cộng đồng người da màu, da vàng đều trở thành nạn nhân luôn. Đều trở thành nạn nhân luôn. Và ngay cả cộng đồng da trắng cũng trở thành nạn nhân luôn. Quý vị thấy Eddie Ngô đã đưa ra cái đoạn video đó. Đoạn video đó cho thấy là cái lực lượng gọi là Muslim Patrol, lực lượng tuần tra Hồi giáo, nó đi tới những cái địa điểm mà người da trắng tụ tập để nó tấn công những người nào mà nó cho rằng là cánh hữu da trắng. Quý vị, một cái xã hội nó loạn lên như vậy thì cái cách đối xử của các chính quyền khác nhau. Đám dân chủ hay còn gọi là đám cánh tả, nó nhân danh mọi thứ để nó siết cổ tất cả mọi người, nó siết cái quyền tự do của mọi người. Nó không giống như cánh hữu. Và Elon Musk rất cứng rắn, ổng không để cho cái uy hiếp của Anh đối với họ ổng. Và quý vị, nước Anh là nơi để, mặc dù chính quyền bảo thủ nắm 14 năm, nhưng nước Anh là cái ổ gây ra tất cả, lực lượng cánh tả của Anh là cái ổ gây ra tất cả những thảm kịch trên thế giới. Tôi nói là cái ổ gây ra những thảm kịch. Từ những tờ báo khuynh tả tại Anh và những tờ báo lá cải tại Anh, nó đang gây ra rất nhiều những bất ổn trên thế giới và những thảm kịch trên thế giới trong suốt mấy chục năm này. Nếu quý vị không quên, cái biến cố năm 1997, cái chết của công nương Diana ngay tại nước Pháp. Tại sao bà mất? Tại sao bà chết? Là do tài xế lạc tay lái. Tại sao tài xế lạc tay lái? Bởi vì cái đám paparazzi của Anh, đám báo lá cải của Anh và cái đám khai thác câu chuyện của Diana, nó lái xe, nó bám theo khiến cho tài xế bị lạc tay lái, mất an toàn, dẫn tới tai nạn của công nương Diana. Và kết quả quý vị, kết quả thì nó không nhận trách nhiệm. Nó đổ thừa cho tài xế có chút rượu. Trong khi đó quý vị, nếu như mà không có những cái tên paparazzi này rượt theo gây khó khăn và gây sợ hãi cho người tài xế lái xe, tai nạn đó có xảy ra hay không? Quý vị, đứng đầu ở nước Anh mà tờ báo lá cải kích động nhiều nhất là tờ The Sun. Rồi sau đó là gì? Tờ Guardian, Independent. Đây là những tờ báo lá cải và những tờ báo khuynh tả tại Anh. Ngay cả tờ Financial Times. Tất cả đều những là tờ báo lá cải và những tờ báo khuynh tả. Nó đã kích rất nhiều. Và cứ ai mà lên tiếng phản đối Hoàng gia Anh là nó bơm người đó lên trở thành ngôi sao ngay. Nó bơm những người nào mà đã kích cái Hoàng gia Anh quốc là nó bơm thành ngôi sao ngay. Quý vị, đây là cái thủ phạm chính trong tất cả các cuộc bất ổn xã hội. Không phải là mạng xã hội, mà chính là đám truyền thông. Nó kích động. Chính đám truyền thông này kích động sự bất ổn tại Anh. Nhưng mà đám truyền thông này nó là vây cánh của đám cánh tả. Nó lấp liếm tất cả mọi thứ. Và bây giờ nó đổ thừa qua mạng xã hội. Và quý vị, những cuộc bất ổn tại Mỹ này cũng vậy thôi. Cũng là do đám truyền thông kích động. Không ai khác hết. Chính đám này kích động tất cả mọi thứ. Quý vị còn nhớ cái vụ của George Floyd. Sướng ngôn viên của đài truyền hình CNN đứng tường trình, đằng sau lưng nó đốt phá, nó cướp phá. Mà trước đó nó đứng, nó còn nói đây là cuộc biểu tình ổn hòa. Nó lấp liếm tới mức như vậy. Quý vị, không đi tìm cái nguồn gốc mà vội vã chụp mũ, là bởi vì đám này quý vị, tôi nói rồi, cái bản chất của đám cánh tả nó không khác gì Cộng sản cả. Nó còn nguy hiểm hơn Cộng sản, là bởi vì nó biết nhân danh một cách tinh vi hơn Cộng sản thôi. Đó quý vị, bây giờ cuộc biểu tình bùng nổ nước Anh. Nếu cuộc biểu tình này bùng nổ năm 2017, 2020, đảng bảo thủ họ xử như thế nào?
họ không cản trở, họ chỉ làm cho tất cả các cuộc biểu tình đó không ngoài tầm kiểm soát. Một số những thành phần quá khích họ bắt, họ truy tố, nhưng mà họ vẫn để cho đó. Ngay cả những cái tên cực đoan về môi trường, nó lên nó phá đám tất cả mọi thứ. Quý vị nhớ cái cách đây năm ngoái là có một cái buổi trình diễn của Broadway, tức là nhạc kịch, nó xông lên sân khấu. Nó xông lên sân khấu luôn. Rồi ngay cả nhà của ông Rishi Sunak, là cái nhà riêng của ông ở tại Anh, nó leo lên nóc nhà của nhà ông luôn, nó treo banner luôn. Cuối cùng tụi nó có bị truy tố không quý vị? Trong khi đó, những người mà lên tiếng trên mạng xã hội quan điểm khác biệt là bây giờ bị ông Starmer này, ông thủ tướng cánh tả này ra lệnh cho cảnh sát bắt giữ và truy tố. Khi họ nói những quan điểm mà những quan điểm đó chưa biết là cái gì, mà chưa chỉ là chụp mũ cho là cực đoan và kích động. Quý vị, nếu như Andy Ngô share cái đoạn video đó ra thì có gọi là cực đoan không quý vị? Khi mà một cái đoàn người nó tự nhận nó là Muslim Patrol, tức là đoàn người tuần tra người Hồi giáo, dùng đoàn người đó tấn công vào người da trắng. Thì quý vị, không phải chỉ có một cộng đồng được bị đe dọa đâu, nhiều cộng đồng bị đe dọa. Đây là tôi nói quý vị, cái giá trị mà chúng ta thấy được trong cái câu chuyện này. Elon Musk cứng rắn. Và chúng ta thấy được một lần nữa là đám cánh tả sẵn sàng dùng tất cả mọi thứ để mà trấn áp người dân, bảo vệ quyền lực của họ. Nó không khác gì cả. Quý vị cứ đối chiếu lại cái năm 2017, khi mà London hỗn loạn chống ông Trump, rồi tới năm 2020 khi nhóm Black Lives Matter nó bắt đầu bùng nổ ở tại nước Anh, từ nước Mỹ qua lan qua tới nước Anh, nó đập phá không kém gì cả. Và lúc đó Thủ tướng Anh làm gì? Lúc đó Boris Johnson làm gì quý vị? Ông cũng thúc thủ thôi. Ông chỉ ra lệnh cho cảnh sát là cố gắng kiềm chế không cho nó bị out control. Chứ ông không có truy bắt người ta phát biểu trên mạng xã hội. Còn bây giờ Keir Starmer vừa mới lên thôi là lập tức ra lệnh cho cảnh sát Anh là truy bắt những người này. Thì quý vị, chúng ta thấy rõ ràng hai cách hành xử khác nhau. Và cuối cùng, quý vị thấy cái chuyên chế là cái gì? Cái chuyên chế là cái gì? Rất rõ ràng. Và tôi đã nhìn thấy từ câu chuyện này. Nước Anh bây giờ, ông Elon Musk nói với cái chính quyền của Starmer là cuộc nội chiến không đánh khỏi. Tại vì tại sao nó xảy ra các cuộc biểu tình bạo loạn trước đó mà không có nội chiến? Bây giờ tới Starmer lên. Là bởi vì Starmer sử dụng cái quyền hành của mình, lạm dụng quyền hành của mình để mà trấn áp tất cả những ai có ý kiến khác biệt trên mạng xã hội. Quý vị, đó là lý do tại sao Elon Musk nói nội chiến của nước Anh là không thể tránh khỏi. Ok, cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện ngày hôm nay. Hy vọng quý vị sẽ có cái nhìn rõ nét hơn những biến động tại nước Anh và lời phát biểu của Elon Musk. Rõ ràng là chính quyền cánh tả của anh đang đi theo cái playbook của khối Cộng sản Liên Xô trước đây. Cảm ơn tất cả khán giả rất là nhiều. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TMP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.